làm cho mình khổ đau, đó là thiên nhẫn. Cái thứ hai là túc mạng, mình biết được cái liên hệ của mình với tất cả chúng sinh ở trong cõi đời này, à mà cảm thông thương. Và thứ ba là dứt trừ tất cả mọi phiền não cố chấp, không có còn một cái mãi mãi gì chấp trước nữa, đạt tới cái chỗ vô ngã tuyệt đối. Và khi đạt được cái vô ngã tuyệt đối rồi thì hiểu được rằng mình nó có cái sự liên đới với tất cả chúng sinh ở trong cái bản thể Như Lai Tạng Thân. Mỗi con người chúng ta là một phần của Như Lai Tạng Thân, thì tại sao chúng ta lại bỏ nhau, chúng ta lại ghét nhau, chúng ta hận thù nhau, mà chúng ta chỉ nên chuyển hóa nhau thôi, hiểu không? Cái gì nó xấu mình chuyển hóa, lên tiếng mình chuyển hóa, thì cái đó không có nghĩa rằng mình thù hận. Phật giáo không chủ trương thù hận với ai, nhưng mà giúp cho nhau, chuyển hóa nhau để làm sao cho nó tốt, mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho nhau. Cho nên cái cuối cùng đó là lậu tận đi, thì Đức Phật có ban đi kiên nhẫn đi, là cái thấy biết được cái gốc rễ khổ đau của mình từ ở chỗ cố chấp, phải không? Rồi túc mạng minh là thấy được cái liên hệ của mình với tất cả mọi người mà thương chúng sinh, vì mình với những người xung quanh mình là cha, là mẹ, là anh, là em, là vợ, là chồng, là con cái với cha mẹ, thành ra cái liên hệ máu mủ như vậy trong nhiều đời nhiều kiếp, làm sao mình có thể bỏ được? Cho nên vì vậy mình khởi cái tâm từ bi, hỷ xả để mà nâng đỡ. Trong cuộc sống mình hiểu được như vậy thì mình sẽ có được nhiều hạnh phúc. Cho nên Đức Phật là một cái người ngài có được hạnh phúc lớn là bởi vì ngài đã đạt được cái chỗ cứu cánh đó, tức là có cái đức từ bi hỷ xả, có được cái đệ nhất minh, tức là thiên nhãn, biết được cái gốc rễ của nó rồi, cho nên không còn bao giờ để cho nó xây dựng cái ngôi nhà cố chấp đó ở trong thân thể của mình. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ, ngài nói bây giờ từ đây về sau ta không còn để cho ngươi xây ngôi nhà cố chấp đó ở trong thân của ta nữa, tức là ngôi nhà ngủ của sắc thọ tưởng hành thức đó, những cái đó là những ngôi nhà, đó là những cái sườn của một ngôi nhà cố chấp. Thành ra thưa quý vị, nói đến cái hai thứ hai, tức là lục thông. Lục thông là gì? Thiên nhãn, thiên nhĩ, phải không? Rồi gì? Thần túc, tha tâm, à, rồi túc mạng, rồi tới lậu tận thông. Thì bây giờ thiên nhãn thông, thiên nhãn thông là không phải là mình thấy thiệt xa lên cái cõi trời, hoặc là mình mượn cái viễn vọng kính của các cái nhà khoa học để mình nhìn lên thấu một cái những cái hành tinh xa xôi đó mới gọi là thiên nhãn đó. Cái thiên nhãn đây là ý nói rằng cái thiên nhãn mà của một con người mình ở trần gian, nhưng mà thấy như chư thiên. À, thấy như chư thiên. Cho nên cho đó mình nhìn thấy người khác và nhận diện được người khác. Bởi vì chư thiên nghe nói là thấy được lòng của mình, à, thấy được, biết được những cái hành vi của mình một cách rất là rõ ràng, chân xác. Thì cái đó gọi là thiên nhãn. Cho nên bây giờ tại sao những cái thiên nhãn đó chúng ta không thực tập, giống như các vị thiền sư, như là đệ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, à, ngài dạy cho đệ tử của ngài cái thấy mà hiểu mà cảm thông được, thì cái thấy đó gọi là thiên nhãn. Cho nên có một bà lão đó ra tiếp khách ở dưới chân núi của đệ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, thì bà ra thi triển thần thông là không có cái gì ở trên, rót nước vô trong cái ly không có đổ ra ngoài, ha, đó. Rồi bà nói năng từng cái lời nói có cái ý thức, rồi hiểu được cái tâm của người kia muốn cái gì, nói đúng tâm lý của người kia để xây dựng người kia, thì cái đó gọi là thần thông. Cái thần thông không có nghĩa là phải nhìn thấy thiệt xa, gọi là thiên nhãn không đó. Cho nên cái thần thông mà của thế gian này mang lại, à, mang lại hạnh phúc của chúng ta, đó là cái thấy để mà. Cho nên trong gia đình, quý vị thấy không, hở một xíu gì rồi mình không muốn nhìn mặt nhau, phải không? Người về buổi sáng, về tới nhà rồi, đi làm việc buổi sáng, về tới nhà rồi, thì người thứ hai không muốn về nhà, đi một vòng cho tới chiều khuya rồi mới về, thay về không muốn nhìn thấy mặt người kia. Thành ra cho nên không muốn nhìn thấy mặt, thấy không? Thì tại sao? Là bởi vì cái tri kiến của mình nó bị ô nhiễm một cái thứ gì đó làm cho mình không muốn nhìn nhau nữa, nó che lấp mình đi, cho nên không có gì, không có nhãn thông.
nhãn mà không thông. Bạn quý vị, bây giờ muốn nhãn thông là mình phải nhìn, mình phải hiểu và cảm thông họ. Cho nên cái đó là gọi là nhãn thông. Thí dụ như khi mà mình thấy một cái người khác, mà người khác làm cho mình một cái dáng điệu hay là một cái lời nói, một cái cử chỉ gì đó mà mình nghĩ rằng người đó không có dễ thương, thì thật sự người đó không có dễ thương, có những cái lý do. Tìm hiểu lý do đó đi, để là mình có thể đánh bạc đó đi, để tìm lại một cái hạnh phúc, à, nối lại cái tình cảm giữa hai người. Chứ có chi đâu mà mình phải nhận lấy sẩy cùi. Phải quý vị, giống như câu chuyện mà ngày xưa mà, thưa quý vị, thầy xin kể quý vị nghe câu chuyện mà ở trong truyện cổ của mình là vợ chồng chàng Trương nhớ. À, thì anh chàng Trương đi lính, bà vợ ở nhà vừa phải nuôi con, mỗi ngày nó cực khổ lắm. À, rồi trong chồng về thì cái ngày mà chồng được giải ngũ về thì cô nàng ra đón mà đầu làng, hai vợ chồng rất là hạnh phúc. À, thì nhưng mà khi về tới nhà thì bà vợ mới thỏ thẻ nói thôi bây giờ như thế này, thôi để anh cho em ra ngoài chợ mua ít thức ăn về anh nấu một bữa cơm, à, trước hết là cúng ông bà cha mẹ, sau đó rồi thì vợ chồng mình mừng cái tiệc đó là tao ngộ. Thì bà vợ nói như vậy thì anh này cũng rất là hoan hỉ, cho nên mới ẵm đứa nhỏ trên tay để cho bà vợ đi chợ. Thì bà vợ đi chợ xong rồi về thì cái anh chàng này đó, ảnh nói chuyện với đứa con, thì đứa con nó quọ quậy, nó không có chịu ông này bồng. Thì nó mới nói rằng thôi thế này thì kia thợ, thì ông nói không, đây là ba, đây ba của con này, ba ruột của con này. Thì đứa nhỏ nó nói không, ba của tôi là không có phải ông đâu, ba của tôi là thường về buổi tối tối. Cho nên thưa vị, cái ông này khi nghe nói vậy đó thì tự nhiên cái là ông đâm ra ông nghi, à, từ cái nghi đó là thành cái ghen, mà từ cái ghen đó sanh ra cái tức, từ cái tức đó sanh ra có hành động, à, để trả đùa. Thì thưa vị, khi mà bà vợ đi ra chợ xong mua thức ăn về rồi thì nó đã bị, xin lỗi, cái lời nói của đứa con nó làm cho ông này coi như là bị cái là vô minh che lấp rồi. Vô minh che lấp rồi, thì khi mà vô minh che lấp rồi thì ông ta không còn để ý tới cái chuyện người vợ dễ thương như thế nào. Bà vợ xuống bếp phải cực khổ nấu những món thật ngon để bữa nay đem lên cúng cha mẹ chồng, không ba chồng, và đồng thời để sẽ làm cái bữa ăn đó hai vợ chồng ngồi ăn cho nó thiệt ngon. Ông nhìn thấy những cảnh đó nữa, bây giờ nó bị mờ chen rồi. Thành ra cho nên ảnh chỉ thấy rằng bây giờ bà vợ mình làm đây là chỉ nịnh mình thôi, chứ bà là một người ngoại tình, một người xấu. À, thành ra vì vậy mà khi mà bà này bày ra cái mâm cơm trước bàn thờ cúng, ông còn không cho bà đó quỳ chung với ông một chiếc. Dễ sợ, chấp tới mức như vậy. Rồi cuối cùng ông lại xong đàng hoàng rồi cái thì ông cũng không ăn. À, ông giao đứa nhỏ lại cho bà rồi thì bắt đầu là ông lại Phật, ăn lại cha mẹ xong, cũng dỗ xong rồi thì ông bỏ ra nhà xong. Thì thưa quý vị, ông ra nhà xong rồi thì một bữa vợ thấy về, hai bữa ông lang thang trong xóm, vợ không thấy về. Thì bà vợ ngạc nhiên là tại sao chồng mình về đáng lý ra mà ăn cơm với mình, cũng ăn cơm với mình, rồi bỏ ra hàng xóm một ngày mà không thấy về nữa. Rồi hai ngày thì bà lại đông nghiêm, chắc ông chồng lúc đứng đây có cái gì đây, có mèo có mỡ gì đây, hoặc là nghi quan nghi ức gì cho mình đây, nghĩ như vậy nhưng mà cũng không có nói, không có mở lời. Cho nên cho nó cuối cùng rồi ôm cái điều ấm ức đó trong lòng một ngày, qua hai ngày, ba ngày, chịu không nổi mới trầm mình xuống sông tự vẫn chết. Thì khi chồng, thưa mời, người chồng hay tin người vợ mình phải chết bỏ lại đứa con, thì ông mới có một chút giác ngộ, có lẽ không phải. Đấy, thì lúc đó chiều tối rồi, ông ôm đứa nhỏ với cái xác của vợ ở trong nhà, ông đau khổ lắm. Thì lúc đó con nó thấy đèn lừa bật lên, thì cái bóng của ông nó dò lên tóc, nó nói kìa ba nó về. Thì ông hoàn toàn giác ngộ được những cái gì mà mình đã lầm đấy. Thì tất cả những cái vô minh tan biến đấy, còn ý thức được rằng mình đã nghi lầm vợ mình rồi.
đã làm khổ vợ mình rồi, đã đưa đến cái chết cho vợ mình rồi, ông vô cùng đau. Thì thưa quý vị, vì vậy mà ông vua Lê Thánh Tôn có cái bài thơ nói về cặp vợ chồng đó cái chết đó, là quan của người vợ đó cắt trên bách của cái miếu. Và khi ông đi ngang qua cái làng thấy cái miếu thờ vợ chàng Trương, ông mới cắt trên mấy chữ và nghi ngút đầu về ngọn khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, là nước xuôi chi lụy đến làng, chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, giải quan chi mượn đến đài tràng, qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khá tất chàng Trương phải phụ phải. Một cái chuyện đã rồi, quý vị thấy không? Cho nên vì vậy mình phải nhìn, mình phải nghe mà nó thông được, đừng để bích, đừng để bích lột thông chứ đừng để lột bích. Bạn ơi, lột thông mà không thông thành lột bích, mà lột bích rồi thì sẽ đau khổ đó, tại vì nó mờ và nó che chắn hết cái tâm trí của con người. Cho nên vì vậy mà nhã thông có nghĩa là mình thấy, mình phải hiểu được cái lời thương của mình, cảm. Có một chút gì mình phải nói chứ, chút gì mình phải hỏi. Đang đây mình dẫn lại, cho nên mới xảy cùi. Cho nên thưa quý vị, đó là cái ý nghĩa mà của lục thông thầy muốn nói. Chúng ta phải tu tập theo cái lục thông đó, bởi vì chúng ta còn ở thế gian, thấy không? Chưa cần tới lục thông giống như Phật, mà ngay Đức Phật ngài đắc đạo rồi, mà ngài mà khi mà bị ngoại đạo thách đố ngài để thi triển thần thông, mà ngài cũng không muốn thi triển thần thông nữa. Ngài nói rằng thần thông đó không có mang lại những cái hạnh phúc, phải không? Không có diệt trừ được những cái phiền não. Cho nên ngài một kiền liên chứng đắc lục thông mà ngài vẫn bị nạn, tại vì cái nghiệp, phải không? Cái nghiệp vẫn đưa đến cái nạn, cái khổ. Thành ra vì vậy lục thông mà theo cái kiểu mà Phật dạy cho mình rất là thực tế, tức là trong đời sống hàng ngày chúng ta phải nhìn nhau bằng con mắt thương yêu và cảm thông, mà nghe cái lời nghe của chúng ta, cái tiếng nghe, cái nghe của chúng ta cũng nghe mà thấu đáo để hiểu và cảm thông. À, rồi cái thần túc thông tức là qua lại, giận chút không thèm qua lại với nhau, ngay cả cha mẹ mình cũng không muốn đi thông. Nhà thầy bên thầy có cái gì dưỡng lão, các cụ ở nhà dưỡng lão nhiều khi 3 tháng chưa thấy đứa con mình, muốn chỉ có cái điều thôi, là nó có vợ rồi, nó có chồng rồi, bây giờ nó nghe lời vợ, nó nghe lời chồng nó nhiều hơn thì nghe lời mẹ. Thành ra mẹ nói điều gì nó cũng phi lý đó, thành ra bà mẹ vợ dưỡng lão 3 tháng nó chưa vô thăm. Thì tới một hôm rồi thì thấy đứa cháu nội nó vô thăm, thì nhớ bà nội nó vô thăm. Thì cuối cùng rồi thì thưa quý vị, thầy có dịp thầy ngồi nói chuyện với nhau hiểu để mà cảm thông được chứ, phải không? Để mình đến với nhau, tại vì bà cụ sống bao lâu nữa, bây giờ là 80 mấy tuổi rồi, có thể là 5 năm, 3 năm, nhưng mà cũng có thể là đầu hôm sống mai thôi, có thể đi rồi. Thì mình phải làm sao cho bà vui. Có những điều đôi khi cái ký ức trong cuộc sống cho bà có những cái cố chấp của quá khứ, cái thời quá khứ vàng son của bà. Bây giờ sang đây rồi bà muốn kiểu một chỉ huy là con cháu, thì có những cái lời nói đôi khi bà nói hơi nhiều, mình làm con mình phải hiểu chứ, phải cảm thông được. Thì mình mới có thể sống mà có hạnh phúc, và đồng thời chia sẻ được cho mẹ của mình có hạnh phúc. Thành ra thưa vì cái đó là thần túc thông và lại rồi tha tâm thông nữa. Tha tâm thông là phải hiểu nhau, phải không? Không hiểu nhau làm sao có hạnh phúc. Nó tóm lại lục thông mà thầy muốn nói ở đây là những cái gì rất gần gũi và rất thực tế của cuộc sống, chứ đừng nghĩ rằng thần thông là một thứ vượt ra ngoài càn khôn, hay là có thể là vận thần thông bay đi như là nhà một kiền liên. Cái chuyện đó đối với trong kinh Phật, Phật tránh nó, mà Phật quở nó, Phật cho mình dành nhiều thần thông đó đâu. Mặc dù là khi chứng đắc A-la-hán trở lên, họ đều có những thần thông, nhưng mà Phật không cho vận dụng thần thông. Mà chúng ta phải dành được những cái thứ thần thông thực tế của cuộc sống này bằng cái ý thức chánh niệm và bằng cái đức từ bi thị xã. Mà hôm nay thầy xin nêu lên cái đề tài đó thôi, tức là sống có ý thức chánh niệm và sống có đức từ bi thị xã. Con, Phật, Pháp Chủ, Nam Mô A Di Đà Phật.